Không cần phải đi đâu xa, không cần phải đến các bãi biển nắng gió. Ngay giữa thị trấn Bảo Lạc, nhà hàng Lê Ngân với thiết kế độc đáo thoáng mát mang lại cho thực khách cảm nhận một thư thái cùng với bữa ăn ngon miệng. Nhà hàng Lê Ngân chuyên lẩu nướng BBQ, gà KFC và cơm hội nghị tại địa điểm khá thuận lợi về giao thông. Địa chỉ tổ 6, thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với khoảng không gian rộng. Tầng 1 được chia làm 3 phòng thích hợp cho khách hàng cần sự kín đáo. Tầng mặt đường phục vụ cho khách hàng ăn cơm và nhậu. Tầng 2 phục vụ nướng lẩu. Khi đến với nhà hàng Lê Ngân, thực khách sẽ có cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với mọi nhà hàng khác. Hơn nữa, việc đầu tư trang trí nội thất và thiết kế không gian giúp nhà hàng Lê Ngân mang đến cảm giác thoải mái gần gũi với thiên nhiên khi bên dòng suối. Mỗi khoảng không gian đều toát lên sự trang trọng, lịch sự, phù hợp với những địa điểm thư giãn lý tưởng. Với đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cùng nhân viên phục vụ nhiệt tình và vui vẻ, nhà hàng sở hữu thực đơn đa dạng, hàng trăm món ăn từ nguồn hải sản và thịt sạch được lựa chọn kỹ càng, tươi ngon với cách chế biến cẩn thận cầu kỳ. Đặc biệt là chủ nhà hàng xuất thân từ buôn bán hải sản tươi sống lâu năm, nên hải sản được nhà hàng lựa chọn tốt nhất với cam đoan nhà hàng hải sản loại 1 nhưng chỉ áp dụng giá vỉa hè. Điều này bạn có thể kiểm chứng khi ghé qua nhà hàng. Địa chỉ tổ 6, thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, số điện thoại 0339 659 255.